Đế chế của gia đình cựu Tổng thống Trump bị phạt 1,6 triệu USD vì gian lận thuế. Trump Organization, đế chế kinh doanh của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump bị phạt 1,6 triệu USD vì tội gian lận thuế. Theo Reuters, ngày 13 tháng 1, thẩm phán John Merchant của Tòa án Hình sự Manhattan đã áp đặt bản án 1,61 triệu USD, mức phạt tối đa theo luật tiểu bang. Sau khi các bồi thẩm viên phát hiện hai chi nhánh của Trump Organization bị cáo buộc 17 tội danh. Theo đó, các tội danh bao gồm gian lận thuế, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và âm mưu lừa gạt cơ quan thuế để bồi dưỡng cho các giám đốc điều hành công ty bằng các khoản phí ngoài sổ sách. Đây là mức phạt tối đa đối với tội danh trên, song là con số quá nhỏ so với khối tài sản kếch xù của tỷ phú bất động sản, nên chỉ mang tính tượng trưng trong bối cảnh cựu Tổng thống đang hướng tới việc trở lại Nhà Trắng. Trong một tuyên bố sau khi bản án được đưa ra, Tổng trưởng lý New York Letitia James nói rằng nó một lần nữa chứng minh rằng không ai đứng trên luật pháp, kể cả Donald Trump hay doanh nghiệp của ông ta. Bản thân ông Trump không bị kết tội nhưng cáo trạng này có thể làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của ông khi đang tìm cách trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Tập đoàn Trump Organization đang do hai người con trai lớn của ông Trump là Donald Zia và Eric đứng đầu, điều hành nhiều khách sạn, sân golf và nhiều bất động sản khác trên khắp thế giới. Kết luận của bồi thẩm đoàn cho thấy công ty đã che giấu các khoản chi cá nhân cho những lãnh đạo hàng đầu của doanh nghiệp này, trong đó có giám đốc tài chính, CFO, Alan Weisselberg. Trong thời gian từ năm 2005 đến 2021, ông Weisselberg đã bị kết án 5 tháng tù giam hôm ngày 10 tháng 1 và nhất trí nộp phạt 2 triệu USD. Vị cựu CFO 75 tuổi này đã nhận 15 tội danh gian lận thuế và đồng ý ra làm chứng chống lại công ty cũ, theo thỏa thuận với cơ quan công tố để được khoan hồng. Ông không nhắc tới cựu Tổng thống Trump trong phiên xét xử. Về phần mình, ông Trump khẳng định là cựu CFO Weisselberg đã hành động một mình và cho rằng vụ kiện này là một vụ săn phù thủy.